con. Lòng này cần thánh linh ngài ban cho quyền năng. Lòng này nguyện cầu thánh linh ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Hằng ngày con luôn ao ước gần Chúa. Mới có thể là
trở nên thân mật được. Thì ở đây cái ý đầu tiên chúng muốn hỏi Phi-e-rơ, người yêu ta chăng, tức là người yêu, người có yêu Đức Chúa Trời chăng? Và khi Phi-e-rơ nhìn thấy một cái điều mà ông đã được từng được học trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương loài người và yêu thương thế gian này, nên Ngài hằng đi cùng và bảo vệ suốt thời gian của tuyển dân Israel và suốt thời gian của những môn đệ của Chúa và suốt thời gian của chúng ta ngày hôm nay. Trước tiên là Chúa là Đức Chúa Trời, thì Ngài bảo vệ dân Israel như thế nào? Quý ông bà chị em đã được học trường Chủ Nhật, học Kinh Thánh thì chúng ta hiểu rồi. Dân Israel đi đâu thì có đền tạm ở đó. Đền tạm là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Dân Israel ở trong cái đồng vắng, ở trong cái nơi khô cằn, nhưng vẫn có Đức Chúa Trời. Các môn đệ của Ngài đi đâu làm cái việc gì cũng có Chúa Giê-xu bên. Và chúng ta ngày hôm nay đi đâu làm gì cũng có Kinh Thánh của Chúa bên. Đó là lời của Đức Chúa Trời. Như vậy thì ý nghĩa đầu tiên chúng muốn hỏi Phi-e-rơ, người yêu ta chăng, có nghĩa là người có yêu Đức Chúa Trời không, là đấng dựng nên vũ trụ, trái đất, và trong trái đất có con người. Con người như hình tượng của Đức Chúa Trời. Là vì sao chúng ta thấy cái hình tượng của Đức Chúa Trời? Vì khi có Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Chúa Giê-xu đi với chúng ta, hoàn toàn so sánh giữa Chúa Giê-xu và chúng ta hình tượng giống nhau. Vì vậy mà chúng ta thấy là Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời là như vậy. Và cái điều Chúa muốn hỏi Phi-e-rơ, người yêu ta chăng, có nghĩa là người có yêu Đức Chúa Trời, là đấng đã ban cho loài người có sự sống trên trái đất này, mà người có thể đi ra khắp mọi nơi ngoài trái đất không thấy nơi nào có sự sống hết, và chỉ có ở đây có sự sống vì đó. Vì vậy mà khi mà Chúa hỏi Phi-e-rơ, có nghĩa là Chúa muốn nhắc Phi-e-rơ biết rằng người yêu ta chăng, có nghĩa là người có yêu cái đấng mà sáng tạo ra vũ trụ, trái đất và chính con người ngày hôm nay không? Và người có thấy rằng cái đấng đó đi cùng con người, dân sự của Ngài, và đấng đó là đấng bảo vệ. Chúng ta thấy một cái điều khi Pharaoh bắt dân Israel làm nô lệ, thì ông thấy cái điều này quá có lợi cho Ai Cập, nên ông không bao giờ muốn thả ra. Nhưng mà đến lúc Chúa muốn là dân của Ngài được thoát khỏi vòng nô lệ ở trong sự tự do, thì hoàn toàn Pharaoh không có lý do gì mà không cho đi. Và chính cái sự mà tiếc nuối những người nô lệ rẻ tiền này làm được việc này, và ông cứ giằng co muốn cho đi nhưng mà lại dừng lại, muốn cho đi nhưng mà dừng lại, và tai họa đã giáng xuống 10 lần. Đến lần thứ 10 ông vẫn còn cứng lòng, và Chúa phải ra tay. Đối với sự cứng lòng thì Đức Chúa Trời bắt đầu ra tay. Và Chúa ra tay như thế nào? Khi mà đoàn quân của Ai Cập dồn dân của Chúa đi đến cái biển, có nghĩa là không còn đường để thoát nữa, thì lúc đó quân và vua Ai Cập đều hớn hở vui mừng, nói hết chạy rồi, không còn đường nào thoát nữa. Thì khi có người bị bắt thật sự là khi Chúa mở cửa. Chúng ta học được cái điều này, khi con người bế tắc hoàn toàn là lúc Chúa mở đường. Và Chúa mở đường bằng cách Chúa mở cái biển ra.
mà người ta đi ở trên biển mà lạ lùng đến mức độ là như là đi trên đất khô. Chúng ta thấy đó là một điều rất lạ lùng. Và Chúa cứu dân của Ngài thoát ra khỏi sự giành giật của vua Pharaoh. Và sau đó quân đội Pharaoh, vua quan quan binh lính và tất cả những xe chiến đi đến để đuổi theo đều bị vùi lấp trong biển. Thì lần đầu tiên dân Israel đã thấy một cái quyền năng phép lạ của Đức Chúa Trời. Và trở lại bài học là Chúa Hòa Thiên Rơn, người yêu ta chăng? Thiên Rơn thưa rằng, tại Chúa ta, tôi biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa Giê-xu bảo, người hãy chẳng chiếm con ta. Vì chúng ta biết khi Chúa trách nghiệm ông Phi-e-rơ bằng cách hỏi ông lần thứ nhất là để nhấn mạnh một điều: người biết ta là Chúa thì phải biết ta là Đức Chúa Trời, là đấng sáng tạo vũ trụ, trong đó có loài người, và chính người đang đứng trước mặt ta. Đó là câu hỏi thứ nhất. Và tôi không có thời giờ để trình bày luôn tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã làm trong suốt thời kỳ dân Israel đi trong đồng vắng. Chúa làm những công việc lạ lùng. Và có một điều nữa, và tôi xin đưa ra đây để chúng ta cùng học về việc Đức Chúa Trời làm. Mỗi đời sống chúng ta ngày hôm nay đang đối diện với những sự khó khăn, những sự giằng co đời sống trong nội tâm chúng ta, những điều mà chúng ta mất đi cái sự tự do như khi trước chúng ta có, những sự cản trở bằng công ăn việc làm, cản trở bằng tất cả mọi điều. Thì như vậy chúng ta thấy cái điều gì? Với những cái điều đó, Chúa sắm sẵn cho thời kỳ của Môi-se khi dân đi ở trong đồng vắng, nói rằng không có nước để uống vì gặp một cái dòng nước đắng quá. Thì Chúa làm gì? Chúa nói lấy một cái khúc gỗ rồi quăng xuống nước, nước biến từ đắng ra ngọt. Điều này để nhắc lại một lần nữa cho dân Israel, nhắc lại một lần nữa cho Phi-e-rơ biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì Ngài sắm sẵn những cái đồ để sẵn bên cạnh chúng ta. Ngày hôm nay nếu chúng ta đang gặp khó khăn, hãy nhớ rằng có khúc gỗ của Chúa đang để sẵn gần bên cạnh chúng ta. Chúng ta có chịu lấy cái tay, lấy khúc gỗ đó quăng xuống nước để cái sự đắng cay nó không còn, mà còn toàn là những điều ngọt ngào đến với chúng ta hay không? Vì vậy mà câu trả lời của Phi-e-rơ là một câu trả lời của chúng ta ngày hôm nay với Chúa. Phải, chúng biết học nhiều Chúa, nhưng mà phải đi sâu hơn, là phải hơn những cái điều người khác yêu ta. Người khác yêu ta vì người khác thấy ta làm rất lạ, thấy ta hóa hai cái năm cái bánh và hai con cá, thấy hóa ra như vậy thì trở nên tin. Nhưng mà ngươi phải thấy ta là Chúa Trời, thì như vậy thì ngươi phải yêu ta là hơn những cái người mà đã từng thấy những công việc ta làm. Đó là ý nghĩa đầu tiên. Ý nghĩa thứ hai chúng ta cũng thấy ở câu hỏi thứ hai: ngươi yêu ta chăng? Đó là Chúa nói ngươi yêu ta là chính Chúa Giê-xu đang hiện diện trước mặt ông Phi-e-rơ. Vì sao? Vì Chúa là Đức Chúa Trời, để cho ông Phi-e-rơ thấy cái quyền năng phép lạ. Chúa chính là Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ Chúa là Chúa Giê-xu, tức là đấng cứu thế, là ngôi hai của Đức Chúa Trời, và hiện thân làm người để đến thế gian cứu chuộc loài người, cứu chuộc tội lỗi của con người. Thì như vậy chúng ta thấy lần thứ hai Chúa bố Phi-e-rơ trả lời khẳng định: trước tiên yêu Chúa là Chúa là Đức Chúa Trời, thứ hai yêu Chúa là vì Chúa là Chúa cứu thế. Và riêng về Chúa cứu thế thì chúng ta học ở trong Ma-thi-ơ
từ đoạn 5 đến đoạn 7 chúng ta thấy bài giảng của Chúa, Chúa dạy cho chúng ta cách rất là rõ ràng. Chúa làm biết bao nhiêu quyền năng phép lạ, rồi Chúa dùng những ví dụ để cho con người thấy rõ ràng Chúa là Chúa Trời. Và Chúa kết luận một cái điều: vì Đức Chúa Trời đến thương thế gian, đến một ngày ban con một của Ngài, hầu cho hiện ai tin con ấy không bị phương mất mà được sự sống. Thì chúng ta thấy một cái điều Chúa Giêsu là đấng hy sinh, là hy sinh vì tình yêu. Ở đây Chúa lại nhắc Phi-e-rơ rằng: ta giao phó trách nhiệm cho ngươi, cho con, nhưng mà ta muốn con yêu, yêu ta thật sự. Con yêu ta vì ta là Chúa Trời vĩ đại, con yêu ta vì ta là Chúa cứu thế đến thế gian để cứu chuộc loài người, trong đó có chính cả con. Vì vậy mà con phải dùng cái tình yêu chân thật. Cái tình yêu này, nếu so sánh giữa con người và con người, chúng ta biết sao hai người yêu nhau? Vì họ cùng tư tưởng, họ cùng tâm tình, họ cùng sở thích, họ cùng luôn cả những cái thói quen, họ mới yêu nhau. Cái tình yêu của họ khi họ nghiên cứu mà sát với nhau bằng mọi điều, thì lúc đó tình yêu đó mới gọi là tình yêu chân thật. Vì không có cái gì cản trở họ hết, họ bộc lộ ra hết tất cả những cái gì họ có, một sự thành thật tuyệt đối. Thì như vậy cái tình yêu đó nó có giá trị và nó vĩnh cửu. Thì Chúa muốn nói Phi-e-rơ rằng: ta giao cái phó cái trách nhiệm cho con, cái màn nhiệm cho con, nhưng với điều kiện con phải yêu ta, yêu hơn những người mà yêu ta. Có nghĩa là con phải biết ta là ai, con phải biết ta một cách tường tận như thế nào. Đó là câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ ba, Chúa hỏi: người yêu ta chăng? Có nghĩa là Chúa muốn nói: người yêu ta khi không còn ta nữa. Cái bối cảnh hiện tại mà Chúa hỏi Phi-e-rơ là bối cảnh gì? Quý ông bà anh chị em học Kinh Thánh là biết bối cảnh đó là bối cảnh Chúa đã lên thập tự giá, Chúa đã chết, Chúa đã chôn, và Ngài chuẩn bị về trời. Thì cái bối cảnh đó là Chúa muốn nói với Phi-e-rơ rằng: ngươi yêu ta, có nghĩa là ngươi không, sẽ không thấy ta nữa, không nhìn thấy ta làm những công việc cho ngươi, không khích lệ ngươi nữa. Nhưng mà Thánh Linh là Đức Chúa Trời sẽ hiện diện giữa các người để ấn chứng việc làm của các người, đồng viên các người, thúc giục ban phước, đồng thời cũng khiển trách, sửa trị, dạy dỗ các người trong mọi điều. Vì vậy mà nếu mà ngươi đã yêu ta là Đức Chúa Trời rồi, ngươi đã yêu ta là Chúa cũng thế, ngươi thấy được rồi, thì ngươi phải yêu Đức Thánh Linh khi không còn ta nữa. Ta về trời để sẵn sàng cho các ngươi một chỗ. Hầu khi ta quay trở lại, ta sẽ đem các ngươi cho chúng ta. Đó là điều mà Chúa muốn Phi-e-rơ yêu Chúa hơn những điều mà con người nhận được. Và chính điều này Phi-e-rơ quả quyết rằng con yêu Chúa, bằng cách Phi-e-rơ chịu chết với Chúa. Ông chịu chết cách nào? Ông Chúa bị treo trên thập tự giá, ông trông ngủ. Và chúng ta thấy cái điều mà Phi-e-rơ trả giá cho chính cái lỗi lầm của mình. Xong trong tình yêu mà bồng bột, chưa biết Chúa là Đức Chúa Trời, chưa biết Chúa là Đức Thánh Linh, thì ông lại trả lời ngay, là khi câu hỏi hỏi ra là ông trả lời ngay: Chúa biết con mà, Chúa biết quá rõ mà, con yêu Chúa mà. Nhưng mà Chúa nói: đêm nay lúc dài ấy, con sẽ trốn tạm bên đống lửa. Thì chúng ta thấy một cái điều rất là rõ ràng: con người chúng ta khi chưa hiểu được một cách tường tận Chúa là ai, thì chúng ta rất dễ dàng trốn Chúa. Khi chúng ta chưa biết người mình yêu là ai, chúng ta rất dễ bỏ người đó. Nhưng mà khi chúng ta đã biết rõ thật sự
sự hiểu một cách thấu đáo cái người chúng ta yêu, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ. Cái người đó có xấu đi, người đó có già đi, người đó cũng có không còn như tưởng tượng trong đầu óc của chúng ta nữa. Nhưng mà tình yêu nó tồn tại là bởi chúng ta quá hiểu rõ cái người đó. Và Chúa muốn con người yêu Chúa là như tình yêu mà Chúa dành cho thế gian. Vì tội lỗi của con người mà Chúa đã hy sinh trên thập tự giá để cứu chuộc con người. Và Ngài còn ở với con người luôn luôn và mãi mãi. Đó là Đức Thánh Linh. Vì vậy mà ba câu hỏi xin quý ông bà anh chị em hãy ghi nhớ. Người yêu ta chăng? Đó là Chúa muốn hỏi Peter. Người yêu ta là Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi người. Người yêu ta chăng? Là chính ta là Chúa cứu thế, là đấng đã ứng cứu người. Và người yêu ta chăng? Chính là ta là Đức Thánh Linh. Ta sẽ dẫn dắt ở cùng với người từ đây cho đến mãi mãi. Đó là điều mà sáng hôm nay chúng ta sẽ kết luận. Kết luận ở đây là những gì? Khi Chúa giao phó một trách nhiệm cho ai thì Chúa phải hỏi an người đó. Chúng muốn hỏi những người theo Chúa, chúng muốn hỏi bất cứ cái điều gì mà Ngài muốn chúng ta đều phải trả lời cho Chúa. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta hãy dùng lời của Ngài ngày hôm nay để về nhà chúng ta trách nhiệm lại. Khi Chúa hỏi chúng ta người yêu ta chăng, chúng ta có bằng lòng để nguyên cái ngày thánh nhật của Chúa như lời Chúa dạy: tôi trai tớ gái, tất cả những thú vật động vật trong nhà ngươi không có làm bất cứ cái điều gì đến tới, chỉ để dùng để mà thờ phượng ta. Một cái hội thánh tăng trưởng, một cái hội thánh phát triển, đó là một hội thánh thờ phượng hết lòng. Nguyện xin lời Chúa ở cùng với quý bà Amen. Dẫn dắt hội thánh chúng ta và mời chúng ta trả lời với Chúa điều này để chúng ta yêu Chúa một cách thật lòng. Xin cảm ơn. Trời cao cũng chung khen ngợi mà ngồi, Chúa Cha cùng con thánh linh muôn đời. Amen. Nguyện xin tình yêu của Chúa, tình yêu của ba ngôi Đức Chúa Trời ở với chúng con, dần thấm trong đời sống của người chúng con, ở với ông bà mục sư những trước kỳ hội thượng. Dù đi đâu, chapter nào, chúng nhắc nhở ông bà biết là đây không phải là chapter cuối cùng trong cuộc đời ông bà, để bà có thể giúp đỡ mạnh tiến ở trong đức tin. Thì nguyện xin là thánh linh của Chúa cũng ở với hội thánh chúng con tại đây, từ đây đến ngày của Chúa Giêsu Christ trong đời. Amen. Chúng ta nghỉ đây quý vị, cảm ơn hội thánh rất là nhiều. Con hát chúng ta ở lại một hát. Chúng ta có hai Thánh Linh Ngài ban cho quyền năng.
phượng cha ban trọn có linh hồn con. Nguyện cầu Thánh Linh Ngài dạy đầy lòng con. Quyền năng.